sám hối nghiệp chướng người hiện thời có một số người không thấu hiểu đối với phật pháp cho rằng cầu siêu độ có thể giải quyết được vấn đề làm pháp sự cầu siêu độ nếu như không chân thật sám hối không cách gì tiêu trừ nghiệp nổi vì sao làm biết bao pháp hội Thậm chí còn đề xứ Phật thất Mười thất Một trăm thất làm xong rồi Nghiệp chướng Vẫn chưa thể tiêu trừ Nguyên nhân do đâu Do không có sám hối Chân thật sám hối Lợi ích liền đạt được Chuyện này Các vị từ trong đĩa mà thấy Lão Hòa Thượng Không có nghiệp chướng bởi vì trong tâm của Ngài chỉ có một câu a di đà Phật Ngoài trừ a di đà Phật ra Không hề có tạp niệm, không có vọng tưởng Nên Ngài không có nghiệp chướng Vì thế, Ngài có cảm ứng không thể nghĩ bàn Ngài nói, lúc 20 tuổi Ngài có chồng bị đau Bị em họ ăn trộm mất Ngài cũng không biết ai lấy Nên Ngài nguyền rủa người ta Ai mà lấy chọn bí của tôi Cầu cho người đó lợ loát bệnh tật Em họ của Ngài thật sự Bị lợ loát sanh bệnh Vì vậy, dì của Ngài bèn đến tìm Ngài Con đường niệm nữa Em con thật sự lỡ loét đau đớn lắm rồi Không chia khỏi được Ngài vừa nghe cũng sợ hết hồn Ngài cho rằng niệm thì niệm thế thôi Chứ đành cho quá vậy Ai ngờ lại thành sự thật thế này Ngài bội bàn sửa lại suy nghĩ Xin khiến cho đệ đệ mau khỏe lại Xin cho đệ ấy mau chống khỏe lại Thế là hai ba ngày sau Em họ của Ngài khỏe lại thật Nhờ đó Ngài mới biết niệm lực không thể nghĩ bàn Về sau cả đời không dám chùa rủa ai nữa vì sao? Vì Ngài niệm rất linh Chứ không phải không linh Mà là linh thật Vì sao? Vì Ngài dùng chân tâm dùng tâm thanh tịnh hôm nay chúng ta rủ người khác vì sao không linh cầu cũng không linh dẫu thiện hay ác đều không linh đó là do tâm chúng ta ô nhiễm quá nặng vọng tưởng tạp niệm vô lượng vô biên ngay cả danh hiệu phật cũng chẳng dễ gì vào đầu nổi, Trong tâm không có phật. Bản thân chúng ta hãy nghiêm túc ra soát thử, làm biết cây thôi, nghĩ thử xem cả ngày từ sớm đến tối, lúc nào thì trong tâm mình có phật. Bài công khóa sớm tối Trong tâm có Phật, vậy có mấy niệm là Phật? Công khóa sớm tối, niệm a di đà Phật Là dùng cái tâm gì? Tâm vọng tưởng Hay tâm tạp niệm Những tâm này cứ đang xen cùng với Phật hiệu Nó không thanh tịnh cho nên, niệm Phật không đạt được lợi ích Nguyên nhân chính ngay chỗ này Không phải Phật không linh Là do chúng ta dùng sai tâm rồi Xúc ác Cái việc ác đã tạo trong đời trước Tức là tội ác trong đời quá khứ Hối là sửa lỗi Sửa xưa tu nay hối lỗi là hướng về tam bảo phật pháp tăng xám hối tội lỗi thề không tái phạm tam bảo a di đà phật đã đại diện hoàn toàn xám tội xám hối tội lỗi như thế nào Niệm a di đà Phật chính là sám hối tội lỗi Không cần tìm pháp sám này, pháp sám kia Cho thấy pháp sám nào cũng không sám hết tội lỗi Vì sao vậy? Quý vị nghĩ đến tội lỗi của quý vị Quý vị hồi tưởng một lần là tạo thêm một lần Tội này làm sao sám trừ được Trong tâm mãi mãi có hình ảnh đó không xóa bỏ được chỉ dùng một câu Phật hiệu này Tịnh niệm tiếp nối Tiêu trừ tất cả những hình ảnh đó Giúp cho tâm quý vị phóng quang minh rộng khắp Như vậy chính là tiêu trừ nghiệp chướng rồi Khởi tâm động niệm đều thuần tình thuần thiện tuyệt đối không có một ý niệm bất thiện nào nhìn thấy người khác bất thiện nhìn thấy người khác làm ác cũng đừng để trong tâm để trong tâm là nhặt rác của người khác để vào tâm điền của chính mình sai rồi lấy lương tâm của mình làm thùng rác cho người khác quý vị có phải là người thông minh không đây là việc làm của người có trí tuệ hay sao rác của chính mình đã bỏ hồi tưởng một lần thì cất chứa lại qua rồi thì để nó qua đi đừng nghĩ nữa tương lai vẫn chưa đến nghĩ làm gì nghĩ thì gọi là vọng tưởng nắm bắt hiện tại mới quan trọng hiện tại chính là một câu a di đà phật Đây gọi là thật sự biết tu hành. Thật sự nắm chắc được tổng cương lĩnh tu hành. Tương lai giảng sanh chắc chắn tăng cao phẩm diện. Cho nên, sám hối, cầu thề không tái phạm này quan trọng. Khi tôi còn trẻ, mới học Phật. Đại sư chuyên gia dạy tôi tu Pháp sám hối. Tu như thế nào? Xem trọng thực chất, không xem trọng hình thức. Ngài nói với tôi, thực chất là gì? Không tái phạm. Giống như nhan hồ vậy, không phạm lỗi lần hai. Một học trò mà khổng tử khen ngợi nhất chính là nhan hội ông thật sự có thể làm được sẽ không có lỗi lầm lần hai những bạn học khác không làm được ông có thể làm được cho nên khi thật sự sám hối thì lấy ông làm tiêu chuẩn sửa xưa tu này Bốn nguyện Nguyện thứ 21 này Hối lỗi được giảng sanh Nên biết hối lỗi là then chốt của giảng sanh Vì vậy, tất cả tội đều được diệt trừ bởi sám hối Trong tâm chỉ có Phật hiệu không có bất kỳ tạp niệm nào Không có vọng tưởng nào khác Tâm này thanh tịnh Tâm này bình đẳng Tâm này giác ngộ Hay nói cách khác Tâm không mang tội nghiệp Chính là thanh tịnh bình đẳng giác Trong thanh tịnh bình đẳng giác Chỉ có một vị A-di-đà Phật Ngoài câu Phật hiệu này thì không có gì cả Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Vẫn là một câu A-di-đà Phật này Hết sức tuyệt diệu Niệm một câu A-di-đà Phật đến cùng Cứ niệm liên tục Ở thế giới này cứ niệm liên tục đời đời kiếp kiếp đến thế giới tây phương cực lạc dẫn niệm liên tục ở đây niệm a di đà phật giảng sanh đến thế giới cực lạc ở thế giới cực lạc niệm a di đà phật chứng vô thượng bồ đề chứng được cứu cánh viên mạng vậy là đúng rồi mỗi người chúng ta đều hy vọng chính mình đoàn ác tu thiện tích công lũy đức nhưng thật sự không biết tích đức như thế nào đức là gì phải tích như thế nào đoàn ác tu thiện thì có kinh thập thiện nghiệp đạo thân ba nghiệp khẩu bốn nghiệp ý ba nghiệp trái ngược là thập ác trái ngược với thập ác là thập thiện đây là tiêu chuẩn nhưng không phải là gốc không phải là căn bản ở trung hoa ngũ luân ngũ thường là đức đạo đức ngũ luân là đạo ngũ thường là đức tứ duy bát đức đều là đức gốc của đức gốc của đức ở trung hoa là hiếu là kính hiếu là thể kính là dụng Ngày nay chúng ta muốn thành Phật Đức bổn của thành Phật là gì? Thành Phật phải tích lũy công đức Tích lũy vô lượng công đức Thành tựu vô thượng bồ đề Quý vị chẳng thể không biết đức bổn Đức bổn chính là a di đà Phật đức hiệu của như lai như lai là gì như lai nào là gì mà chư phật trong đại thừa giáo đã tán thán quang trung cực tôn phật trung di dương đức hiệu của di đà như lai chư Phật như lai tán thán đến tột cùng. Không còn gì cao hơn nữa. Quang trung cực tôn, vô lượng quang. Phật trung chi dương, vô lượng thọ. Niệm câu đức hiệu này chính là niệm vô lượng quang thọ. Vô lượng quang là không gian vô lượng thọ là thời gian cả thời gian và không gian đều bao gồm trong một câu danh hiệu đây là đức bổn phải nhận biết điều này chúng ta phải tích lũy công đức tranh thủ từng giây từng phút đừng bỏ lỡ thời gian tranh thủ như thế nào mỗi phút mỗi giây Điều là a di đà phật ngoài a di đà phật ra điều gì cũng không để trong tâm trong cuộc sống thường ngày thì tùy duyên qua ngày tự tại biết mây tâm địa thanh tịnh không nhiễm một bụi trần thật sự tương ưng với đề kinh của kinh này thanh tịnh bình đẳng giác mà không mê như vậy là tích công lũy đích đây là thật sự đoàn ác tu thiện có trở ngại công việc và sinh hoạt của chúng ta không không hề trở ngại lão hòa Tường Hải Hiện đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem sinh hoạt không đến bất phật hiệu mặc áo ăn cơm không đến bất phật hiệu vẫn đang niệm phật làm việc cũng đang niệm phật đối nhân xử thế tiếp vật quan hỷ vui cười vẫn đang niệm phật thật tuyệt diệu người xưa nói niệm kinh không bằng niệm chú niệm chú không bằng niệm phật niệm phật không bằng niệm a di đà phật quý vị xem có kỳ diệu không vì sao vậy kinh quá dài không dễ niệm chú ngắn hơn kinh nhưng phật hiệu còn ngắn hơn chú càng đơn giản càng tốt Đại sư liên trì cả đời niệm Phật Chỉ điểm bốn chữ Người khác hỏi Ngài Ngài niệm Phật thế nào? Tôi niệm bốn chữ a di đà Phật Ngài dạy người khác thế nào? và người khác niệm sáu chữ Dạy người khác niệm nam mô a di đà phật vì sao ngài dạy người khác niệm sáu chữ mà ngài lại niệm bốn chữ tôi tin sâu nguyện thiết cầu sanh tình độ phật dạy chúng ta chấp trì danh hiệu tôi chỉ niệm danh hiệu đơn giản rõ ràng tôi thật sự muốn giảng sanh dạy người khác người khác chưa chắc phát tâm cầu sanh tình độ thêm chữ nam mô nam mô có nghĩa là quy y có nghĩa là quy mạng là lời khách sáo lời cung kính Tôi thật sự muốn giảng sanh thì không cần khách sáo Nên bỏ lời khách sáo rồi Họ vẫn chưa muốn giảng sanh Thêm chữ năm môn Đây là điểm khác biệt Trên thực tế đều là đang giáo hóa chúng sanh Các vị tổ sư từ bi Ứng cơ thí giáo Làm ra tấm gương cho chúng ta xem Cho nên phải tìm được đức bụng Thật sự hiểu rằng Đoạn ác tu thiện Tích công lũy đức Chính là câu danh hiệu a di Đà Phật này Nếu quý vị nhận biết Nếu quý vị thể hội được Thì không tìm được điều gì khác Có thể sánh bằng thật sự làm sáng tỏ làm rõ ràng bốn chữ này như có được bảo vật tôi cần gì tôi chỉ cần bốn chữ này ngoài bốn chữ này ra thì tôi chẳng cần gì cả như vậy là chân thật niệm phật ngồi như vậy chắc chắn được giảng sanh công đức viên mãn trong một đời Câu vật hiệu này bao gồm tất cả Đừng vọng tưởng Tôi niệm a di đà Phật Thì đắc tội với Thích Ca mâu ni Phật rồi Quý vị xem tôi không niệm Ngài Đắc tội với Phật Diệt Sư rồi Khi tôi bị bệnh Ngài không chiếu cố tôi Hình như chúng ta đã phân công chư Phật rồi Vì Phật nào quản việc gì Không được đắc tội gì nào cả Sai rồi, hoàn toàn sai lầm. Câu a di đà Phật này, danh hiệu của tất cả chư Phật đều bao gồm trong đó. Không sót một gì nào, điều này tốt biết mấy. Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Bỏ sót a di đà Phật Niệm a di đà Phật Bao gồm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không bỏ sót ngày danh hiệu của phật là tánh đức danh hiệu của bồ tát là tu đức tánh tu không hai cho nên một câu a di là phật này đã bao gồm cả tánh và tu tất cả phật hiệu tất cả danh hiệu bồ tát đều bao gồm trong đó lại mở rộng phạm vi ra tất cả kinh giáo 84.000 pháp môn Vô lượng pháp môn Lời thuyết pháp của tất cả chư Phật Đều không rời khỏi một câu A-di-đà Phật này Đều bao gồm Hoàn toàn bao gồm rồi Vì vậy, một câu A-di-đà Phật này Có thể niệm đến công phu thành phiến Thì chắc chắn giảng sạch Lại nâng cấp lên điểm đến sự nhất tâm bất loạn điểm đến lý nhất tâm bất loạn giống như là hòa thượng hải Hiền vậy lý nhất tâm bất loạn sanh thật báo độ sự nhất tâm bất loạn sanh phương tiện độ công phu thành phiến sanh đồng cư độ chúng ta đã đọc qua trong kinh bất luận sanh đến độ nào bất luận là phẩm vị nào đều làm a duy diệt trí bồ tát là bình đẳng. Việc tốt như vậy, quý vị đến đâu để tìm? Đến nhà của a di Đà Phật để tìm, chắc chắn là tìm được. Nơi khác không có. Chỉ có trong nhà của a di Đà Phật có. Và lại a di Đà Phật vô cùng quan nghênh chúng ta đến cho dù đã tạo tác rất nhiều tội nghiệp đó là tội nghiệp đã tạo tác khi chưa học phật trong quá khứ bây giờ biết rồi hối cải đừng nên thường suy nghĩ đến bởi vì quý vị nghĩ một lần xem như lại tạo thêm một lần vậy là sai rồi vậy phải nghĩ điều gì nghĩ a di đà phật nghĩ a di đà phật thì tiêu nghiệp chướng nghĩ a di đà phật thì diệt tội Nghĩ A Di Đà Phật thì tích lũy công đức. Phải nhớ thật kỹ. A Di Đà Phật không thể nghĩ bạn. Đừng đánh mất A Di Đà Phật. Mọi lúc, mọi nơi. Ngủ rồi thì có thể quên mất. Thức dậy thì mau chóng tiếp nối câu A Di Đà Phật.

Yeah.